các bạn thấy là các bạn biết cái vấn đề gì chứ, đi cho cá ăn nha các bạn. Bữa nay tới giờ rồi thì mình cũng cho cá mình ăn, rồi mình làm chuyện nữa. Thì bữa nay thì mình sẽ nói cho các bạn biết cám thái thì rất là tốt cho cá rồi, ai cũng biết điều đó rồi ha. Nhưng mà có ai biết được cái nhược điểm của cái cám thái không? Đó, bữa nay thì mình sẽ nói cái nhược điểm cám thái cho bạn nghe, ưu nhược điểm của cám thái nha bạn. Đây, để mình cho cái bầy này ăn trước. Là cái bầy này là mình sẽ giới thiệu cho bạn tổng cộng có 3 cá hồ mà cho ăn cá bảy màu con mà cho ăn cám thái thì nó sẽ có ưu điểm nhược điểm gì. Đây là cái hồ cá này là một tuần tuổi cho ăn cám thái nè các bạn, cứng tuần tuổi rồi, không phải là một tuần à, cũng 8-9 ngày gì rồi đó. Thì lần cho ăn các bạn thấy lần mình cho ăn ít chứ không có nhiều nha, các bạn thấy rõ ràng đó. Cá con này ăn rất là màu lớn, ai cũng biết cái vấn đề này, cảm thấy là cho cá bảy màu con là không còn gì để nói, không còn gì để chê về cái mặt chất dinh dưỡng và cái mặt hút cá màu bảy màu con lớn ha, hút cá bảy màu con ra màu, ai cũng không có nói được cái điều này hết. Nhưng mà bên cạnh cái mặt tốt của nó cũng có một cái mặt xấu, và các bạn nhìn kỹ và các bạn đánh giá nha. Mình sẽ cho ăn cái hồ kế tiếp. Đây là cái hồ này, cá đang ra màu, mình cũng cho ăn cám thái nha các bạn, đang ra màu đó bạn, form tháng rưỡi được mười mấy con á, Tiger King Cobra. Các bạn nhìn kỹ nha, nước nôi cá đồ rồi các bạn thử, các bạn đoán xem mình nói cái nhược điểm giống như cái mà các bạn nghĩ không nha. Bài này khó mới nói rồi, mấy bài cá lớn mà cho ăn rất là ít nè. Bài này mình mặc dù nó xấu nha các bạn, mặc dù nó xấu nhưng mà mình cũng cho ăn cám thái luôn, cho luôn, đối xử bình đẳng ha, quy tắc công dân bình đẳng mà. Tổng cộng 6 con đột biến màu ha, ra màu dị hợm lắm, dị kỳ cục kẹo lắm đó, các bạn nhìn kỹ là 3 hồ rồi nha. Qua tới cái hồ thứ tư mình cho ăn cám thái nè, đó là mình cho ăn là như đó, cho cả hồ chút xíu à. Các con này ăn bao nhiêu, 1-2 hộp là no rồi đó. Các con này được 10 ngày tuổi nè, rất là lớn, này rất là lớn rồi, có mấy con nó trội hơn bạn thấy không, có mấy con trội hơn rất là lớn. Thì bởi nó là cho các con ăn cám thái là siêu tuyệt, phải nói là không có, nó quá màu lớn luôn, quá phát nhanh các con luôn, không còn gì để chê về cái mặt dinh dưỡng của nó luôn. Nhưng mà bù lại có một cái nhược điểm là nước đỏ nha các bạn, bạn để ý ha, nước mấy hồ cá đỏ, nước này các bạn thấy hơi đỏ nè, nước này nó đỏ nè, nước này bên đây các bạn để ý là nó cũng đỏ nè, không nó đỏ nước nha. Đó, nguyên nhân đỏ nước này á thì nó lại là có hai cái nguyên nhân để gây cái đỏ nước này, các bạn biết là gì không? Hai nguyên nhân, cái nguyên nhân thứ nhất là do cái phẩm màu của cái cám, mấy cám này nó có màu chứa cái phẩm màu đỏ ha. À, do cái phẩm màu của cám tan, khi mà tan ra trong nước á thì mà ấy ra trong nước, khi mà hòa cám vô trong nước các kiểu luôn á thì cái phẩm màu này nó phớt cá tán ra ngoài nước, nó gây ra nước đỏ nha. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là do cái loại cám này nó quá, có thể nói là nó đạm, nó quá cao đi, cái mức độ đạm của nó quá cao, nó cao tới nỗi mà con cá bảy màu không thể nào mà tiêu hóa hết cái đạm của nó. Các bạn thấy cái ấy của con cá bảy màu này nó rất là nhỏ. Bên đây đó nè, bên đây họ này mình cũng cho ăn cám thái nữa nè, bạn thấy nước khác biệt liền, mặc dù trong nha, nước này trong nhưng mà nó lại đỏ nha ha, nước trong nhưng mà lại đỏ, đỏ như ngâm lá bàn vậy đó. Đó, nó cái độ đạm nó quá cao cho nên con cá bảy màu không thể nào mà tiêu hóa hết.
đó bắt buộc nó phải thải ra. Bằng chứng là con cá bảy màu nó sẽ đi phân màu đỏ. Ở đây mình có nuôi ốc nhiều nè, nó ăn phân cá bảy màu hết rồi, nó ăn phân cá bảy màu hết rồi đó. Nhưng mà qua mấy cái hồ cá con này các bạn sẽ thấy đó, phân cá sẽ có màu đỏ. Bên hồ này các bạn cũng sẽ thấy phân cá có màu đỏ. Bên hồ cái này các bạn cũng sẽ thấy phân cá có màu đỏ, các bạn thấy không? Đó, nó có hai nguyên nhân gây đỏ nước. Đó, cái nhược điểm khi mà các bạn cho cá màu ăn cám thái là vậy, sẽ gây đỏ nước nha. Đỏ nước thì nó có hai cái nguyên nhân, một là do cái phẩm màu của cái cám. Cái thứ hai nữa là do cái cám nó bị có thể nói là đạm quá cao, còn cá con rồi hoặc con cá lớn rồi nó kêu quá nó không hết, nó sẽ thải ra. Mà mình phải xác nhận là cái con cá màu này cái thể trạng nó nhỏ, nhưng mà cái cám thái này cái nó rất là cao, đạm nó rất là cao luôn, dùng để dưỡng cá con rất là tốt. À, cái bầy cá con này của mình là nó có thể nói đó. Tại sao cái nước này các bạn không thấy đỏ? Tại vì nước này nó xanh lè vậy rồi sao mà các bạn thấy đỏ được? À, với lại số lượng ốc này nè, nó cũng đỏ chứ không đỏ, nó cũng hơi ngã qua màu đỏ đó. Tại các bạn thấy xanh vậy thôi, nó cũng hơi ngã qua màu đỏ. Như bên đây nè, bên đây rõ rệt hơn nè. Ban đầu là tảo nâu, ít chết cha, ngâm cái cán muỗng vô. Đó, ban đầu là tảo nâu, nhưng mà do mình mở nắp ra mình cho phơi nắng rồi á, mấy ngày có nắng mình cho cá phơi nắng nó lên tảo xanh, nhưng mà khi mà cho ăn cám này á thì nó lại đổi qua hơi đỏ đó, các bạn thấy không? Bầy này là mình phải nói là dưỡng cám thái và dưỡng cá rất là tốt. Trong vòng một tuần ăn cám thái này các bạn thấy rõ rệt, 5 ngày tới một tuần các bạn thấy là cá của bạn nó khác biệt rõ rệt, rất là cá con rất là sung. Phải xác nhận là cá con rất là sung, chỉ có cái nhược điểm là gây đỏ nước thôi ha. Đó, chắc hầu hết các bạn mà nuôi cá màu mà ấy á, cho cá màu mà nhiều nuôi mà có kinh nghiệm rồi á, cho ăn nhiều loại thức ăn rồi á, thì ai cũng biết vấn đề này hết. Nhưng mà chưa chắc gì ai cũng giải thích được tại sao mà cái nước khi mà cho ăn cám thái thì nước của con cá bảy màu nó sẽ bị đỏ ha. Chưa chắc mà có người nào còn, chưa chắc ai cũng giải thích được hết. Thì ra bữa nay mình sẽ nói về nhược điểm rồi mình giải thích cho các bạn biết luôn tại sao cái loại cám tốt như vậy nhưng mà cho ăn nước bị đỏ. Phẩm màu của cám cái nhất, cái thứ hai độ đạm quá cao, còn cá ăn không hết nó sẽ thải ra, nó tiêu quá không hết nổi, độ đạm cao quá mà tiêu quá đâu có hết nổi đâu các bạn. Form thể trạng cá bảy màu nó cần cái dinh dưỡng nhưng mà nó cần đủ cho thể trạng của nó, không có nhiều năng lượng, nó cần nó có nhiều. Các bạn thấy con người cần năng lượng bao nhiêu calo, có nhiêu calo ngày đâu, phải không? Nhưng mà cái con cá bảy màu lại bạn thấy cần bao nhiêu? Một con, các bạn so thể trạng con người với thể trạng con cá đi, các bạn sẽ thấy trong cám thái thì độ đạm nó cỡ nào, độ đạm nó cao rồi thì tuyệt vời rồi, nhưng mà làm sao bọn cá tiêu hóa hết được ha. Đó là cái nhược điểm gây đỏ nước. Còn một nhược điểm nữa, để mình qua mình thăm rồi chạy ra hết mấy con rồi. Hồi nãy mình trước mình rửa cái rổ đó, nhốt nó vô đây đỡ ăn luôn bạn, cho ăn cắm hái luôn, cho ăn cắm hái luôn, đối xử bình đẳng, không phân đẹp xấu nha, đối xử bình đẳng, cho ăn giờ cho ăn đó hết, chui ra bạn thấy cái đống chui ra còn hơi trời đó. Cái nhược điểm thứ hai mà mình nói đến bạn nữa, muốn nói với bạn nữa là sình bụng.
Đó. Tại sao mình nói cái nhược điểm này? Tại vì mình gặp trường hợp cá bị sình bụng mà mình cho ăn thức ăn kia, chưa bao giờ mà cá mình bị sình bụng các bạn. Nó thật sự. Có quá trình mình nuôi cá, mình cho ăn thức ăn kia, cho ăn thức ăn thường, chưa bao giờ cá mình bị sình bụng luôn. Nhưng mà mình chuyển qua cho ăn canh hái lại xuất hiện cá bị sình bụng. Thì nói nhiều cũng vậy thôi, quy về cái độ đạm của cái cám thái đó, cũng quy về độ đạm cám thái quá cao ha. Nhưng mà bạn cho ăn bữa đó cá bạn khá là đói nha, ví dụ bữa đó cá bạn khá là đói, các bạn cho ăn lỡ tay nhiều chút xíu, các bạn thấy đói quá, tội nghiệp quá, mình cho ăn nhiều chút xíu đó, nguyên nhân đó các bạn. Nó đã độ đạm cao hả, độ đạm cao thì nó khó tiêu, mà nó khó tiêu rồi thì các bạn biết ăn nhiều thì phải sình bụng thôi. Nó sao bây giờ, thấy không? Đó, tất cả những gì mình nói đều là có logic hết nha, không phải là nói bừa nói ẩu đâu, các bạn đừng có vội mà ấy nha. Cho độ đạm cao thì các bạn cũng biết, cũng như là mình mà ăn thịt bò đó, một ăn miếng hai miếng tiêu quá rất là tốt. Và bạn giọng là 1 kg coi, 1 kg bạn ăn hết chứ đâu không hết. Nó thật 1 kg thịt bò ăn hết á. Nhưng mà bạn tiêu quá nổi không? Thôi bụng lình xình tối ngày luôn. Đó là cái nhược điểm thứ hai khi mà có mà ăn cám thái nha bạn. Đó. Ưu nhược điểm mình sử dụng, mình phải xác nhận được cái ưu điểm nhược điểm rằng mà mình dễ cách khắc phục. Như cái vụ màu á là mình thua rồi đó, nhưng mà cái vụ mà cá sình bụng á thì nó vẫn có cách khắc phục nha, cái cách phòng bệnh, cái cách khắc phục riêng. Như mình á thì mình cũng đã có làm một cái video nói về cái cách phòng bệnh, cách phòng cái trường hợp mà cá bị sình bụng á bạn. Nếu mà mình up lên trước á thì mình chưa có up lên nha, cái video đó mình chưa có up lên. Nếu mà mình có up lên trước á thì bạn coi bạn sẽ biết. Còn nếu mà chưa up lên á, mình chưa có up lên á thì mình up cái video này trước á thì mình ở đây mình nói cho bạn luôn, cách phòng nó dễ ợt hả. Các bạn chỉ cần ra tiệm thuốc tây 50g cám thái, 50g mình mua hũ là 50g thôi. Thì các bạn ra tiệm thuốc tây á, các bạn mua 2 gói diệt men tiêu hóa bio, mua loại thường thôi ha, loại tốt dành cho người thì cá với màu, cái liều lượng mình xài loại thường là được rồi, có 1.000 một gói thôi, 2 gói có 2.000 bạc, về trộn loại thủ cám thái rồi các bạn cho cá ăn thoải mái. Cái này thật sự là cái hồ này, nếu mà bạn để ý thì nó cũng đỏ, mình cho ăn không là mình cho ăn cám thái không, nó cũng hơi đỏ đó, có 2.000 thôi. Các bạn về các bạn chọn cái hũ cám thái các bạn, rồi các bạn cho cá bạn ăn, đảm bảo khỏi sợ bị sình bụng ha. Cái cách này cũng là cái cách mà ngăn ngừa sình bụng của cá bể màu luôn á bạn, dễ dàng, ai cũng làm được, chỉ tốn 2.000 thôi, 1.000 cũng được, 1 gói cũng được. Nhưng mà do cái nói các bạn nghe, cái mà mang tiêu hóa đó hầu như là nó đâu có tác dụng phụ, ra mình trộn hơi nhiều chút xíu không sao hết, hỗ trợ cho các con ham ăn ăn nhiều nữa đó, hỗ trợ cho các con lấy tiêu hóa tốt, nó hấp thụ tốt nữa chứ không phải là xấu. Thành ra mua 2 gói 2.000, không lấy 1.000 mình tiết kiệm. Nó mua cá sịn, đang cám sịn ha, đây nè, đỏ lòm luôn rồi nè, mua cá sịn, trang cám sịn mà không lại tiết 2.000, không phải tiết 2.000 mua cái 2 gói video đó sao, không thành ra khi mà cho ăn cám thái thì đó, cứ chỉ có cái vụ mà sình bụng đó là nặng thôi, còn cái vụ đỏ nước là mình có cách khắc phục bằng cách mình thay nước thường hoặc là mình nuôi bèo nuôi rong gì đó cũng đỡ. Như cá mình là mình cũng khá là sợ bèo, tại vì bèo nó dễ gây ngọt cho cá, rong rồi thì mình cũng có nhưng mà không bao giờ, ít khi nào mình thả vô hồ lắm, nó tốt chứ không phải nó xấu.
và nó cản trở cho cái quá trình trị bệnh. Khi mà cá bệnh rồi đó thì rong nó làm cái ổ chứa rất là nhiều cái mầm móng trong đó. Lúc này là mình nuôi cá chay không, chỉ có trong chậu trong hồ vậy nè mình mới thả rong, hoặc là trong hồ trong nhà mình mới thả rong làm đẹp thôi. Còn ngoài này nuôi cá đẻ cho ăn, rồi mình nuôi cá con với nuôi cá đẻ đó, nên mình không có ấy rong, không có bỏ rong đó. Thì trong đó là mình đã nói ưu nhược điểm khi mà bạn sử dụng cánh thái và cá với màu ăn rồi đó. Cá màu ăn cánh thái thì có ưu nhược điểm gì thì nó chỉ có hai nhược điểm. Một là tóm lại nó chỉ có hai nhược điểm, một là nước ha, hoặc là cái nước, hai là cái làm cho nước đỏ, hai là cái làm cho cá dễ bị sùng bụng ha, có tiêu sùng bụng đó. Giờ mình cũng đã có cái cách khắc phục cho cái bệnh sùng bụng, cái bị sùng bụng rồi đó. Chủ yếu là cách khắc phục cho sùng bụng thôi, còn nước thì dễ dàng rồi, không nói gì nhiều nữa. Thôi video của mình đến đây cũng khá là dài rồi, xin được phép dừng video ở đây nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye.